Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Triều Tiên thông qua các biện pháp răn đe chiến tranh. Triều Tiên thông báo thông qua các biện pháp răn đe chiến tranh một ngày trước khi Mỹ, Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất 5 năm. Quyết định được đưa ra tại một cuộc họp của Quân ủy Trung ương do lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, cuộc họp đã thảo luận và thông qua các bước thực tế quan trọng để sử dụng hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn những biện pháp răn đe chiến tranh, hãng thông tấn Triều Tiên cho hay. Động thái này nhằm đối phó với tình hình hiện nay, khi những hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang đi đến lằn ranh đỏ. Tuy nhiên, hãng thông tấn Triều Tiên không nêu chi tiết về các biện pháp răn đe được thông qua. Hàn Quốc và Mỹ dự kiến bắt đầu cuộc tập trận lá chắn tự do vào ngày 14 tháng 3, với mục tiêu tập trung vào môi trường an ninh đang thay đổi, do những động thái gây hấn ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Những cuộc tập trận như vậy đều khiến Bình Nhưỡng tức giận. Triều Tiên coi đây là hành động diễn tập cho một cuộc xâm lược. Nước này cũng nhấn mạnh rằng, chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của họ là để tự vệ trước Mỹ Hàn. KCNA hôm 10 tháng 3 đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội Triều Tiên tăng cường tập trận nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự. Trong khi thị sát một cuộc diễn tập tấn công, ông đã yêu cầu các binh sĩ sẵn sàng cho hai nhiệm vụ chiến lược. Thứ nhất là ngăn chặn chiến tranh và thứ hai là giành thế chủ động trong chiến tranh. Ukraine thúc giục Đức gửi thêm đạn dược và đào tạo phi công. Ngoại trưởng Ukraine Mykhailo Kuleba kêu gọi Đức tăng tốc cung cấp đạn dược và bắt đầu đào tạo phi công nước này trên các chiến đấu cơ phương Tây. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag được công bố ngày 12 tháng 3, Ngoại trưởng Kuleba cho biết đạn dược chính là vấn đề số 1 đối với Ukraine trong nỗ lực kháng cự các cuộc tấn công từ Nga. Theo lời nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine, các nhà sản xuất vũ khí Đức đã nói với ông tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng trước rằng họ sẵn sàng giao hàng nhưng đang chờ chính phủ ký hợp đồng. Vì vậy, vấn đề nằm ở chính phủ, ông nói. Ngoại trưởng Kuleba cho hay, ông không mong đợi các đồng minh phương Tây sớm cung cấp cho Ukraine những chiến đấu cơ mà nước này yêu cầu. Tuy nhiên, các phi công Ukraine dù sao cũng nên được đào tạo để họ có thể sẵn sàng. Nếu Đức huấn luyện phi công Ukraine, đó sẽ là thông điệp rõ ràng cho thấy nỗ lực hỗ trợ Kiev. Ngoài ra, ông tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, tâm điểm giao tranh trong suốt 6 tháng qua. Nếu chúng tôi rút khỏi Bakhmut, điều đó sẽ thay đổi những gì? Nga sẽ chiếm Bakhmut và sau đó tiếp tục tấn công Chasiv-Yar. Vì vậy, mọi thành phố phía sau Bakhmut có thể chịu chung số phận, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh. Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn an ninh tư nhân Nga Wagner, ngày 11 tháng 3 thông báo lực lượng này đã áp sát trung tâm Bakhmut, chỉ cách tòa nhà chính quyền hơn 1 km. Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Cả nhà hãy like, đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Và cả nhà đừng tua video nha vì còn nhiều tin tức hay ở phía sau nữa nhé. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Iran bắt hơn 100 người liên quan loạt vụ ngộ độc trường học. Iran thông báo đã bắt hơn 100 người liên quan đến hàng trăm vụ ngộ độc tại các trường nữ sinh trên khắp nước này. Trích dẫn một tuyên bố từ Bộ Nội vụ Iran, hãng thông tấn IRNA cho biết những người này đã bị bắt và điều tra tại một số thành phố, trong đó có cả thủ đô Tehran. Iran đã chứng kiến hàng loạt vụ ngộ độc nghi do bị đầu độc xảy ra tại hầu hết các trường nữ sinh trong những tháng gần đây. Vụ đầu tiên xảy ra vào tháng 11 năm ngoái tại một trường trung học ở thành phố Qom khiến 18 nữ sinh nhập viện. Một sự cố khác xảy ra vào tháng 2 khi hơn 100 học sinh từ 13 trường phải nhập viện, theo truyền thông nhà nước Iran. Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã kêu gọi chính quyền Iran điều tra đến cùng những vụ ngộ độc và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Trong khi giới chính trị gia Iran suy đoán các nữ sinh có thể là mục tiêu của những nhóm Hồi giáo cực đoan, các nhà hoạt động tin rằng vụ đầu độc có thể liên quan đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc nổ ra từ tháng 9 năm ngoái. Nhiều nữ sinh đã tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình, bỏ khăn trùm đầu trong lớp học hay xé ảnh lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Nhiều bác sĩ, phụ huynh và giáo viên cáo buộc chính phủ Iran cố gắng bịt miệng các nạn nhân. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei gọi các vụ đầu độc là tội ác không thể dung thứ và kêu gọi có hình phạt nghiêm khắc đối với thủ phạm gây ra sự việc. Theo Bộ Nội vụ Iran, trong số những người bị bắt có các cá nhân mang động cơ thù địch, cố gắng tạo ra nỗi sợ hãi và kinh hoàng cho người dân cũng như học sinh, muốn đóng cửa trường học và tạo tâm lý tiêu cực đối với chính phủ. Bộ đồng thời cho biết,
thêm rằng số vụ ngộ độc tại các trường nữ sinh trên cả nước đã giảm trong vài ngày qua. Cuộc đua Nhà Trắng của đảng Cộng Hòa có thể khiến Ukraine lo ngại. Các ứng viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng đều không nhiệt tình ủng hộ viện trợ cho Ukraine, điều có thể khiến Kiev thấp thỏm. Thống đốc Florida Ron DeSantis đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng hàng đầu có thể cạnh tranh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để giành tấm vé đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống năm 2024. Hai người có nhiều khác biệt về phong cách chính trị, nhưng ngày càng thể hiện điểm chung trong vấn đề viện trợ cho Ukraine. Theo bình luận viên kỳ cựu Stephen Carlinson của CNN, cuộc đua tiềm năng giữa Trump và DeSantis có thể khiến chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo lắng, bởi nếu bất kỳ ai trong hai người chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nguồn viện trợ cho Kiev nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm đáng kể. Đã có những dấu hiệu cho thấy người dân Mỹ đang giảm dần thái độ ủng hộ với các gói viện trợ liên tục của chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho Ukraine khi chiến sự kéo dài sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã cảnh báo ông sẽ không bao giờ ủng hộ việc ký một tấm séc trắng cho Ukraine, ngụ ý rằng hỗ trợ từ Washington không phải là vô hạn. Đây dường như cũng là quan điểm chung của đa số những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump tại Hạ viện, hiện do đảng Cộng Hòa kiểm soát. Theo khảo sát gần đây của AVNRC, tỷ lệ ủng hộ của công chúng Mỹ với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã giảm so với mùa xuân năm ngoái và thể hiện rõ nhất trong nhóm các đảng viên Cộng Hòa, từ 53% vào tháng 5 năm 2022 xuống còn 39% vào tháng 1 năm 2023. Ông Trump rõ ràng không đứng về phía lãnh đạo Ukraine. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ, CBAC cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ nhắc lại mối quan hệ tích cực giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông dường như không quan tâm đến khái niệm bảo vệ nền dân chủ trong nỗ lực ủng hộ Ukraine của chính quyền Biden. Trước khi trở lại phòng bầu dục, tôi sẽ giải quyết xong cuộc chiến thảm khốc giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết nó nhanh chóng, không mất hơn một ngày. Ông Trump tuyên bố thêm rằng tôi rất hợp với Tổng thống Putin. Trump đã nói rõ khi xuất hiện tại CBAC rằng nếu có cơ hội đối đầu với Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử năm 2024, ông sẽ cáo buộc đảng Dân Chủ đã dẫn thế giới đến bờ vực thảm họa với chính sách đối ngoại như hiện nay. Tôi là ứng viên duy nhất có thể ngăn chặn Thế chiến 3 nổ ra, ông nói. Nhân tiện, chúng ta sẽ phải đối mặt với Thế chiến 3 nếu không nhanh chóng hành động. Thống đốc Florida DeSantis chưa tuyên bố tranh cử, nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông sẽ trở thành đối thủ đáng gờm với ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hồi đầu tháng, DeSantis tuyên bố chính quyền Biden không xác định được mục tiêu chiến lược rõ ràng ở Ukraine. Đây là thay đổi đáng kể trong quan điểm của DeSantis, bởi ông trước đây từng ủng hộ mạnh mẽ việc viện trợ vũ khí cho Ukraine để đối đầu Nga. Trong cuốn sách mới xuất bản, thống đốc DeSantis đã chỉ trích một thông điệp mà cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đưa ra trong diễn văn nhậm chức lần hai rằng số phận của nền tự do trên đất nước chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nền tự do ở những vùng đất khác. Giới quan sát cho rằng Nga sẽ theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến cho thấy quan điểm của các ứng viên Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine. Những tuyên bố như của Trump và DeSantis đều có thể khiến Moscow tin rằng nếu họ đắc cử, Mỹ sẽ không tiếp tục chính sách hỗ trợ Ukraine hào phóng như hiện nay. Theo DeSantis, việc Mỹ thực hiện sứ mệnh thúc đẩy dân chủ trên khắp thế giới không hoàn toàn mang lại lợi ích cho quốc gia. Quan điểm này khác biệt với thông điệp từ Tổng thống Biden rằng Mỹ ủng hộ Ukraine là để bảo vệ nền dân chủ vì lợi ích sống còn của đất nước. Khi phe Cộng Hòa ngày càng thể hiện thái độ hoài nghi trong vấn đề Ukraine, Tổng thống Biden dường như cảm thấy ông cần củng cố sự ủng hộ từ công chúng Mỹ đối với nỗ lực tăng viện trợ cho Kiev. Đây là một phần lý do ông bất ngờ đến thăm Ukraine hồi tháng trước. Khi đoàn kết lại, người Mỹ thuộc mọi nền tảng chính trị đã quyết định rằng họ sẽ đứng lên. Người dân Mỹ biết điều đó là quan trọng, ông nói với Tổng thống Zelensky ở Kiev. Tự do là vô giá, nó xứng đáng để ta đấu tranh. Tổng thống Biden nhiều khả năng sẽ tuyên bố tái tranh cử. Nhưng khi cuộc xung đột chưa thể sớm kết thúc, ông có thể phải bảo vệ quyết định ủng hộ Ukraine trước một ứng viên Cộng Hòa có quan điểm ngược lại vào năm tới, với những điều kiện bất lợi hơn bây giờ rất nhiều. Kịch bản đó sẽ ngày càng khiến Ukraine lo ngại hơn, bình luận viên Carlinson viết. Nga đổi chiến thuật tập kích Ukraine. Nga giảm tần suất không kích, nhưng sử dụng nhiều loại tên lửa, trong đó có mẫu kinh hàng tối tân, trong một đợt tấn công nhằm xuyên thủng lưới phòng không Ukraine. Nửa đêm 9 tháng 3, Nga bắt đầu trút mưa tên lửa xuống Ukraine, một trong những cuộc không kích lớn nhất của Moscow trong nhiều tháng qua. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã phóng tổng cộng 95 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau, cùng một số máy bay không người lái UAV tự sát do Iran sản xuất. Ukraine tuyên bố đánh chặn 34 tên lửa UAV Nga. Vũ khí được Nga sử dụng trong cuộc không kích gồm tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến và máy bay,
Cùng 6 tên lửa siêu vượt âm Kinh Rang, loại vũ khí rất khó đánh chặn, nhưng cũng rất đắt đỏ và hiếm khi được khai quả trong chiến dịch, theo Valery Zelensky, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine. Việc sử dụng kết hợp nhiều loại tên lửa đã trở thành chiến thuật mới của Nga trong các cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine, theo giới quan sát. Trong 6 tháng qua, Nga có xu hướng giảm tần suất các cuộc tập kích, nhưng sử dụng nhiều loại tên lửa cùng lúc trong mỗi đợt tấn công, nhằm khiến hệ thống phòng không Ukraine khó đánh chặn hiệu quả tất cả. Justin Brand, nhà nghiên cứu cấp cao về sức mạnh không quân và công nghệ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI ở London, chia sẻ, các nhà phân tích cho rằng, Nga quyết định thay đổi phương thức tập kích khi nhận thấy hệ thống phòng thủ của Ukraine ngày càng được củng cố nhờ nguồn vũ khí phương Tây. Đồng thời, đây cũng là cách để họ phát huy tối đa hiệu quả của mỗi đợt tấn công. Moscow điều chỉnh các cuộc tập kích tên lửa để tăng thêm thách thức với hệ thống phòng không đối phương bằng cách sử dụng kết hợp tên lửa hành trình cận âm, tên lửa siêu vượt âm Kinh Rang và có thể cả các mồi bẫy và biện pháp khác. Douglas Barry, thành viên cấp cao về hàng không vũ trụ quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, IISS, nói, Nga lần đầu sử dụng tên lửa Kinh Rang ở Ukraine hồi tháng 3 năm ngoái và sau đó thỉnh thoảng phóng mẫu tên lửa siêu vượt âm này để tập kích các mục tiêu có giá trị cao, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, trụ sở ở Washington, Mỹ. Kinh Rang có khả năng bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và đặc biệt khó phát hiện vì có thể phóng từ chiến đấu cơ MiG-31. Điều này giúp Kinh Rang có tầm bắn xa hơn và khả năng tấn công từ nhiều hướng, cũng như khả năng cơ động khi đến gần mục tiêu. Đây là loại tên lửa khó đánh chặn hơn nhiều và khiến đối phương gần như không có thời gian cảnh báo hay phản ứng. Nhưng Kinh Rang cũng rất đắt đỏ và Nga chỉ có thể sản xuất với số lượng hạn chế. Rang giải thích, Alexander Roy, doanh nghiệp Yansky, cố vấn kinh tế của Tổng thống Volodymyr Zelensky, thừa nhận hệ thống phòng không của Ukraine không đủ khả năng ứng phó hiệu quả với tên lửa Kinh Rang. Họ sử dụng tên lửa siêu vượt âm để xem hệ thống phòng thủ của chúng tôi có thể ứng phó thế nào sau khi nhận các vũ khí mới từ phương Tây, Roy, doanh nghiệp Yansky nói. Ông cho hay lưới phòng không Ukraine hiện nay không đủ tốt. Ukraine đã đối phó tốt với các không kích của Nga trong vài tháng qua, cải thiện khả năng bắn hạ tên lửa hành trình bằng hệ thống phòng không hiện đại, cũng như ngăn chặn UAV tự sát khá thành công. Sau nhiều lần bị tập kích, Ukraine đã nhận ra phương thức tấn công tên lửa của Nga, nên đã thiết lập thế trận phòng không tốt hơn, theo Roy, doanh nghiệp Yansky. Tuy nhiên, tên lửa Kinh Rang là thách thức mới và rất nghiêm trọng, bởi chúng dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Kinh Rang được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố năm 2018 như một trong những siêu vũ khí của nước này. Nga có thể đã phát triển được loại tên lửa có khả năng tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của châu Âu. Tốc độ cao kết hợp với quỹ đạo bay bất thường và khả năng cơ động của nó có thể gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn, CSIS cho biết trong một báo cáo. Dù Nga thay đổi chiến thuật tập kích khiến lưới phòng không Ukraine chao đảo, giới quan sát cho rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ không thể diễn ra thường xuyên hoặc mang tính quyết định xung đột, bởi phương Tây tin Moscow đang dần cạn nguồn cung tên lửa. Nga có thể đã cố tình phóng loại tên lửa mà hệ thống phòng không Ukraine không thể đánh chặn để đạt kết quả về truyền thông. Dù nguồn cung tên lửa này dần cạn kiệt, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISVK viết trong đánh giá mới nhất về xung đột Ukraine. ISVK nhận định Nga có khoảng 50 tên lửa Kinh Rang, trong khi chuyên gia Brand nói Moscow có thể sản xuất khoảng 40 tên lửa hành trình mỗi tháng. 6 tên lửa Kinh Rang đã được Nga sử dụng trong cuộc tập kích ngày 9 tháng 3, nhưng dường như không đạt được nhiều kết quả. Cuộc tấn công khiến gần nửa triệu người bị mất điện ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, theo giới chức địa phương. Các cuộc tấn công như vậy liệu có thể khiến người Ukraine mất khả năng chiến đấu hay không? Câu trả lời là không, Rang nói. Chiến thuật tập kích, banh kích để phá vỡ ý chí hoặc khả năng phản kháng của đối phương thường không mang lại hiệu quả cao. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.